test con Vario 150 lên full nồi full xăng lửa. Em thấy 90% ga là nó lên 160 rồi ha. Quay cái nồi nó lên cho anh em xem nha. Còn á, xe máy này zin nó lên tới đây rồi. Mình làm xong nó sẽ vượt qua cái này luôn. Cho nên mình chạy cái bình rung rần ra đầu luôn. Có mô viên ha, ECU không xăng có gió lọc gió nhanh rồi bộ bô lê đục có hai xe dọc đường, xe nặng lắm á, xe nó nặng lắm á, ECU thiếu nổ đây này, đi bộ các cam em cách đây nô rồi nha anh em, để gắn cái cụ ba em ở đây là quay test thử cho anh em xem cái độ bắt của nó. Em yêu cầu liên hệ mình nha. Mình thử vô cho anh em nghe nè. Rồi sau khi phay xong phay cực cái men này, phay xong rồi sơn tính điện lại.